Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Loạt ảnh lầy lội của dàn sao Việt tham dự đám cưới Như Quỳnh, Ngọc Sơn đang trở thành chủ đề được khán giả chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội sáng ngày 20 tháng 11. Như Quỳnh, Ngọc Sơn tổ chức lễ cưới lãng mạn tại một bãi biển ở Vũng Tàu. Đây là buổi tiệc riêng tư mà cặp đôi dành để chiêu đãi gia đình, người thân và bạn bè thân thiết. Không gian lễ cưới được trang trí với rất nhiều hoa và bong bóng cùng ảnh kỷ niệm của cặp đôi. Cô dâu Như Quỳnh diện váy cưới cúc ngừ, búi tóc gọn gàng. Trong khi đó, chú rể Ngọc Sơn bảnh bao trong bộ vest hồng. Đôi vợ chồng không giấu được niềm hạnh phúc và xúc động trong ngày trọng đại. Những khoảnh khắc trong đám cưới Như Quỳnh, Ngọc Sơn được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt các hình ảnh lúc đi hết mình, lúc phải hết hồn của các khách mời luôn là chủ đề khiến cư dân mạng thích thú. Cô dâu Như Quỳnh và chú rể Ngọc Sơn diện trang phục cùng tông trắng, cặp sao còn đi dép tổ ong trong một số bức ảnh. Từ khi yêu nhau không ít, cô dâu Như Quỳnh và chú rể Ngọc Sơn diện trang phục cùng tông trắng. Như Quỳnh, Ngọc Sơn hẹn hò 3 năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Hôm 18 tháng 1, Ngọc Sơn gây xôn xao khi cầu hôn Như Quỳnh ngay trên sóng truyền hình trực tiếp tại đêm trao giải Mai Vàng. Anh xúc động thổn thức khi ngỏ lời với Như Quỳnh. Hôm 24 tháng 8, họ tổ chức tiệc đính hôn tại Quảng Nam. Tôi thực sự rất bất ngờ, nhưng cũng cảm ơn mọi người đã dành nhiều tình cảm cho tôi và Như Quỳnh. Tôi biết rằng, trong nhiều năm qua, chuyện tình yêu của mình luôn khiến đại gia đình, cách Ngọc Sơn gọi người hâm mộ bận lòng, tôi luôn cảm thấy áy náy về chuyện đó. Ngọc Sơn khẳng định mình không hề có ý định cô đơn cả đời, mà thực ra hiện tại tôi cũng không cô đơn vì đã có đại gia đình, có người thân, bạn bè và các em học trò luôn yêu thương bên cạnh. Thực tế, Ngọc Sơn luôn mở lòng với những người xung quanh, bất kể thân phận hay hoàn cảnh, chỉ là duyên vẫn chưa tới nên đã khiến mọi người đợi lâu. Bản thân Ngọc Sơn không có bất kỳ một hình mẫu lý tưởng nào cả, chỉ cần có sự rung động, đồng cảm của hai tâm hồn và đủ duyên phận để bên nhau dài lâu mà thôi. Không phải nghệ sĩ nào chuyện hôn nhân cũng được mọi người quan tâm nhiều như Ngọc Sơn. Điều này khiến tôi cảm thấy rất trân trọng. Chính bạn cũng nói là từng yêu thầm. Đó đã là chuyện từ rất lâu rồi. Khi ấy Như Quỳnh mới vào nghề và Ngọc Sơn thì còn trẻ. Bản thân tôi cảm mến Như Quỳnh vì nhiều điều. Hồi đó Như Quỳnh là thần tượng của tôi. Không chỉ xinh, đẹp mà còn tài năng, dịu dàng, sống tâm đức. Điều tôi quý nhất ở Như Quỳnh là sự tình cảm, chân thành mà cô ấy dành cho tất cả mọi người. Như Quỳnh thực sự là một người con gái rất Việt Nam, luôn chu đáo, luôn nhẹ nhàng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cơ duyên gặp gỡ và ăn một bữa cơm với gia đình Như Quỳnh khiến tôi càng cảm thấy cô ấy đáng quý hơn. Tôi nghĩ rằng thời ấy, không chỉ có tôi mà còn rất nhiều người ái mộ Như Quỳnh vậy. Nhưng tình cảm là một chuyện, còn có duyên phận để đế đến với nhau hay không lại là chuyện khác. Tôi luôn trân trọng Như Quỳnh. Hiện tại chúng tôi vẫn là những người anh em, đồng nghiệp thân thiết. Tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu được sự đáng quý và chân thành trong mối quan hệ của chúng tôi. Ngọc Sơn đâu thể khẳng định được, bởi vì tôi không thể nắm giữ được duyên phận của mình. Trong một khoảng thời gian quá dài, Ngọc Sơn say mê với âm nhạc và dành nhiều tình cảm cho đại gia đình. Nhưng tôi biết đó không thể là cái cơ để lấy làm sự trì hoãn cho chuyện chung thân đại sự. Mẹ Ngọc Sơn dù hiểu được sự say mê nghệ thuật của con và những mối dây liên kết mạnh mẽ giữa tôi và đại gia đình trong suốt những năm tháng qua, nhưng cũng vẫn mong muốn Ngọc Sơn có một gia đình nhỏ của riêng mình. Ngọc Sơn nghĩ rằng mình không nên để mẹ buồn nữa, nên Ngọc Sơn ngày càng mở lòng hơn. Tuy vậy, Ngọc Sơn cảm thấy duyên phận là do trời định. Bản thân Ngọc Sơn sẽ nỗ lực, và nếu như người ấy xuất hiện, Ngọc Sơn sẵn sàng san sẻ thời gian cho âm nhạc, không vùi đầu vào công việc nữa để dành cho người ấy sự quan tâm xứng đáng. Ngọc Sơn khẳng định, nếu như gặp gỡ ai đó có duyên, có quyết định gắn bó, Ngọc Sơn sẽ làm đám cưới, sẽ có một cuộc hôn nhân chứ không thể chỉ đơn giản bên nhau. Nói thế cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng bạn biết đấy, Ngọc Sơn là một nghệ sĩ từ nhiều năm nay, có nhiều người ủng hộ,
Đại gia đình của Ngọc Sơn luôn là nguồn động lực lớn nhất cho tôi trong suốt từ khi bắt đầu sự nghiệp. Ngọc Sơn cảm thấy mình phải có trách nhiệm trân trọng và bảo vệ những tình cảm đáng quý ấy. Chuyện san sẻ thời gian cho những chuyện riêng tư khác chiếm rất ít trong tâm trí của Ngọc Sơn. Mọi người thường hay nói nghệ sĩ dễ dàng rung động, nhưng với tư cách một người nổi tiếng, Ngọc Sơn lại càng không cho phép mình dễ dàng có những mối quan hệ riêng tư. Nói thế này có lẽ đại gia đình sẽ hiểu được tâm sự của Ngọc Sơn. Trong nhiều năm đi hát, Ngọc Sơn đã bị hiểu lầm nhiều. Rồi, dù bản thân tôi không muốn, nhưng có nhiều lúc những chuyện khiến người khác bối rối vẫn cứ xảy ra. Tôi luôn thận trọng với nhiều mối quan hệ, đặc biệt là về chuyện tình cảm. Ngọc Sơn và Lam Trường chơi với nhau rất thân, thường xuyên đồng hành với nhau trong nhiều chuyến lưu diễn. Lam Trường là một người rất hiền lành, tình cảm và thường xuyên lo lắng cho người khác. Có lẽ Lam Trường cũng lo lắng cho tôi như vậy và muốn tôi lấy vợ. Như Quỳnh sinh năm 1970, từng được xem là mỹ nhân làng nhạc khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca ngọt hiếm có. Nhắc đến Như Quỳnh, khán giả luôn nhớ đến loạt ca khúc trữ tình đi cùng năm tháng như Người tình mùa đông, Duyên phận, Vùng lá me bay, Chuyện hoa sim, Chuyện tình người trinh nữ tên Thi năm 1993. Như Quỳnh cùng gia đình sang Mỹ và nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ đắt show nhất ở thị trường hải ngoại. Khán giả yêu thích nữ ca sĩ gốc Quảng Trị không chỉ bởi giọng hát truyền đầy cảm xúc mà còn bởi gương mặt mang nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Việt tài năng, xinh đẹp và nổi tiếng. Song cuộc đời của ca sĩ Như Quỳnh gặp không ít chuyên truyền, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Như Quỳnh lập gia đình và sinh con khá muộn với chồng là kỹ sư không lưu người Việt tại Mỹ. Cả hai có một cô con gái tên Melody Đông Nghi, sinh năm 2007. Dù đã có con với nhau nhưng Như Quỳnh tâm sự cô chưa từng mặc váy cưới và tổ chức một hôn lễ đúng nghĩa. Năm 2015, Như Quỳnh lên tiếng thừa nhận cuộc hôn nhân của mình đã đổ vỡ. Cô là người chủ động nói lời chia tay sau khi cảm thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho chồng cũ. Chúng tôi chia tay vì không hợp nhau. Nói thật do tôi quá yêu nghề cũng như có tính cách ích kỷ riêng trong cuộc sống, Như Quỳnh bộc bạch.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.